thưa quý vị, bản tin Thế sự đạo đời hôm nay có những tin chính như sau. Thứ nhất, một linh mục Việt Nam tự phong giám mục. Thứ hai, Đại đức Hoa thượng Thích Thiện Xuân chế giễu đạo Công giáo. Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi cuối video để hiểu rõ sự việc hơn. Kính thưa cộng đoàn, linh mục Nguyễn Chu Truyền nguyên là một linh mục có nhiều năm phục vụ cho giáo hội, từng là quản hạt, giáo sư chủng viện. Nhưng vì cả tin vào những lời viết của Nguyễn Thị Thương Chúa Cha, chọn ông làm thánh sống, giám mục thời cơ cuối, mà rơi vào bẫy ham ơn lạ, tự phong giám mục và chống lại giáo hội. Người lập ra và điều hành nhóm trừ quỷ Bảo Lộc là Nguyễn Thị Thương, trú tại số 14 Lê Thị Pha, thành phố Bảo Lộc. Năm 2012, Thương tự tuyên bố mình mang thai thánh. Việc mang thai là do Chúa gửi đến, chứ không phải do quan hệ sinh lý, và được ơn hiệp thông với Chúa Cha. Chính Thương tự nhận là người được Chúa Cha chọn làm thư ký trong thời đại cuối cùng, là ngôn sứ của Chúa Cha trong thời đại mới, có khả năng chữa bách bệnh, trừ quỷ, ban phát ân phước cho mọi người. Bằng việc bốc phét về khả năng thần kỳ của mình, Thương bắt đầu mê hoặc, lôi kéo người khác, nhất là số giáo dân hiếm muộn thành lập nhóm bầu khấn, sinh hoạt tại nhà riêng. Việc này không được giáo hội công nhận vì trái quy định của giáo hội. Năm 2013, Nguyễn Thị Thương xin cho nhóm bầu khấn được sinh hoạt tại giáo xứ Bảo Lộc, nhưng không được công nhận. Tháng 8 2015, linh mục Nguyễn Chu Truyền, lúc này giữ chức vụ quản hạt Bảo Lộc, nhận Thương làm con. Được ông Truyền đỡ đầu, cổ suý, Thương đã vươn vòi bạch tuộc ra nhiều lĩnh vực liên quan đến khám, chữa bệnh, hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Ông Truyền cũng tự nhận rằng bản thân có khả năng chữa bệnh bằng cách đặt tay lên người, chữa bệnh từ xa qua điện thoại. Đặc biệt là có khả năng làm thai thánh bằng cách chỉ cần đặt tay lên bụng người muốn mang thai. Các linh mục, tòa giám mục Đà Lạt cũng đã nhiều lần khuyên can, chỉ ra sự lệch lạc, trái với đức tin của ông Truyền, song ông này vẫn ngoan cố, bất tuân, vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Một linh mục được đào tạo qua nhiều năm vậy mà ông Truyền từ bỏ đàn chiên của mình mà lùi về phục vụ dưới sự điều khiển của Thương. Qua clip nhiều lần ông lên tuyên truyền về đức tin, cho rằng mọi sự ông làm việc theo sự chỉ đạo của Chúa Cha. Vậy Chúa Cha từ đâu? Có phải từ tay viết bừa bãi của Nguyễn Thị Thương? Theo sự nhận thức của ông là một vị linh mục, chúng tôi thừa biết ông có đủ nhận thức để hiểu được sự thật. Ông đã sống trong ngôi nhà đó, mọi sự dưới trướng của Thương. Tại sao ông biết có những lúc lời Chúa Cha viết ra không đúng? Có những việc ông nhìn ra được sự thật, ông trừ quỷ không có tác dụng. Quỷ thì chỉ có những người trong nhóm của ông làm ra hù dọa mang danh nghĩa quỷ về nói lời Chúa Cha. Chính ông trừ quỷ lại tin lời từ miệng quỷ, như vậy là sao? Năng lực trừ quỷ của ông ở đâu? Những bệnh nhân tìm đến ông trừ quỷ không hết, mà về còn bị đau quỷ hành hạ nặng hơn. Vậy nguyên nhân từ đâu mà ông vẫn tiếp tay cho Nguyễn Thị Thương? Và tôi xin được hỏi ông một số việc ông mang danh nghĩa làm việc cho Chúa Cha mà ông còn nói dối. Lên clip chỉ nói hoa mỹ phô trương ơn của ông, mà ông không bao giờ nói về mặt trái của cái nhóm đó do Nguyễn Thị Thương viết sai và điều khiển mọi sự. Việc thứ một về ơn của ông, và ông luôn khẳng định đó là Chúa Cha ban ơn, nhưng ông cũng chỉ là một con rối trong tay của Thương. Ơn đó ông dùng vào việc đạo đức không ai nói, mà cái đáng nói là luôn khoe ơn, càng ngày ông càng tỏ rõ sự chống đối giáo hội và bất tuân. Vậy có phải gọi là một bậc vị thánh sống không? Mất sự khiêm nhường và bề tôi của một người thánh thiện. Việc thứ hai là ông nhiều lần chứa chấp Nguyễn Thị Thương đi một mình lén lút từ Bảo Lộc lên thăm ông và ở lại qua đêm tại nhà sứ giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt. Như vậy, ông xem thường giáo dân và ủy quyền để làm mọi việc theo sự sắp xếp của Nguyễn Thị Thương. Việc này ông giải thích ra sao? Việc thứ ba là ông nghe theo sự chỉ đạo của Thương viết ra là làm thánh lộ hàng ngày, mặc dù ông đã bị huyền chức và cấm tất cả các công việc mục vụ. Bỏ quên đi sự thật trong lời tuyên khấn của ông là vâng phục. Nhiều lần ông nói dối và che giấu sự việc này, cho đến khi bị tố giác có bằng chứng, thì ông mới chịu nhận việc làm. Lễ chui mỗi ngày tại nhà Nguyễn Thị Thương tụ tập nhiều người đến tham dự, bất chấp chính quyền đã nghiêm cấm. Ông làm như vậy là sao? Việc thứ tư là ông nhận tiền bổng lồ, ngang nhiên làm thánh lễ chui. Như vậy có được hành sự hay không? Mà ông nhận tiền xin lễ riêng do Nguyễn Thị Thương đưa ông, và chính ông trực tiếp nhận từ tay người xin lễ. Ông bất tuân quy chế của giáo hội.
Như vậy, ông đang tiếp tay cho nhóm ông càng tách rời khỏi giáo hội trong việc tự ý lập dòng, phong chức và làm các hành động vượt quyền. Việc thứ 5, Nguyễn Thị Thương viết phong cho ông là giám mục, trên tay ông đeo nhẫn tự phong đó mang ý nghĩa gì có thông qua giáo hội, và việc được giao nhiệm phong giám mục là chỉ có Đức Thánh Cha phong ấn. Vậy sự thật như thế nào? Có phải ông vượt quá xa giới hạn của mình? Việc thứ 6, ông nói công trình của Chúa Cha, cầu nguyện cho những người chống đối, chống phá công trình của Chúa Cha, chống đối từ phía giáo hội và mọi người. Vậy theo nguyên tắc và chứng thực nào chúng tôi biết được đó là đúng việc Chúa? Trong khi Nguyễn Thị Thương và ông căn cứ vào lời Chúa Cha dạy từ miệng quỷ và tất cả mọi sự điều khiển do tay viết cảm tính của Nguyễn Thị Thương, xác thực từ đâu? Ai không tin những gì Nguyễn Thị Thương chỉ đạo thì cho là chống đối công trình Chúa Cha. Như vậy là công trình của nhóm tiên tri giả Bảo Lộc, ông hẹp hòi ích kỷ quá. Công trình của Thiên Chúa là cả một tạo dựng vượt quá sự hiểu biết của con người. Tôi xin phản biện lại cái gọi là chống đối của ông. Đừng nghĩ có quyền lực ảo mà cho cả giáo hội là phải quy chung về nhóm ông. Trong khi cái sai để người khác lên tiếng mới là sự thật, chứ không phải ngồi một chỗ như Nguyễn Thị Thương, ông và những người theo nhóm đó, rồi muốn cho quyền cải tạo cả thế giới. Chính ông có làm được khi kêu những người trong đạo binh ánh sáng thôi không trục lợi tiền người khác hay không? Nhóm ông làm sai thì phải vạch trần và giáo hội làm đúng đường lối theo Kinh Thánh, chứ không có giáo lý tự phát như nhóm tiên tri giả Bảo Lộc của ông. Trong clip, ông nói mạnh mẽ đi giao giảng theo sự chỉ đạo Chúa Cha từ tay viết của Nguyễn Thị Thương, thì ông hãy nói rõ ràng thời gian, địa điểm để mọi người có thể tìm hiểu về cách giao giảng của ông. Chứ miệng nói đi giao giảng rằng toàn là lén lút, trốn ở nhà người khác như vậy là sao? Mong ông cho mọi người thấy được sự thật về cách thức giao giảng của ông, để tiện cho chính quyền, cơ quan chức năng sở tại đến tìm hiểu. Chứ đừng như Nguyễn Thị Thương mang danh nghĩa Chúa Cha mà chỉ trốn ở nhà. Mong cuộc ra đi giao giảng của ông và Nguyễn Thị Thương được hoành tráng, để chúng tôi được hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động lôi kéo người của nhóm tiên tri giả Bảo Lộc. Mời quý vị cùng đón xem bản tin tiếp theo. Kính thưa cộng đoàn, Đại Đức Hòa Thượng Thích Thiện Xuân, một người được cho là trí thức uyên thâm, rất được đông đảo chúng Phật tử gần xa yêu mến và dõi theo trên mạng xã hội. Thầy rất hay tổ chức các buổi giảng pháp, thu hút hàng trăm, hàng nghìn người tham gia. Thế nhưng, dạo gần đây, thầy lại hay có những lời nói có phần thách thức và xúc phạm đến đạo Công giáo. Ngoài video thách đố Thiên Chúa về luật nhân quả, thầy Thích Thiện Xuân còn đem khái niệm con chiên của Công giáo ra chế giễu, cười nhạo trong một clip giảng pháp. Thầy nói rằng, tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Còn bên đạo bạn, ý nói đạo Công giáo là không có thành được đâu đó. Quý vị có tu đi nữa, cũng chỉ là con chiên thôi, không có thành Chúa được đâu. Còn bên đạo Phật tu sẽ thành Phật, có đúng không? Phật tử, nhớ nha, ở đây mình làm chủ không chịu, qua kia làm con chiên. Ở đây thành Phật không sướng, qua kia buồn buồn nó bỏ vô chảo, nó chiên. Và thầy cùng Phật tử bên dưới hỉ hả vỗ tay vui thích lắm. Và sau đây lại là một đoạn thầy chế giễu đạo Công giáo. Đạo Phật đâu có bắt buộc vậy, tự do tôn giáo đâu có được bắt buộc vậy. Phải bỏ cái đó. Trong đạo Chúa đi vô làm lễ thì được, mà không được bắt buộc cô dâu hay chú rể. Phải học đạo Chúa. Ta tôn trọng tôn giáo bạn chứ. Chơi kỳ em bạn. Ông cha chơi kỳ cha. Cha chơi kiểu đó là tôi nghĩ chơi với cha. Nghĩa là cha đưa ra cái tông chỉ để rồi con em của Thiên Chúa cưới con em của Phật giáo. Vậy là Phật giáo mắc nữa. Mà mắc nữa là mắc cả nhà. Cha chơi kiểu cha. Chơi kiểu đó là không tôn trọng tự do tôn giáo. Phật giáo giàu rằng có quốc giáo Phật giáo, Đức Phật, Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài là vua của một nước, Ngài cũng đâu có bắt buộc ai phải theo Phật giáo đâu. Vậy sao các tôn giáo bạn chơi kiểu kỳ? Cho nên tôi thấy Chư Tăng rất tuyệt vời, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một sự hòa hợp để làm được chuyện lớn cho Phật giáo. Từ đó tôi tự sám hối với Chư Tăng và tôi sám hối với lòng mình. Con phải phát nguyện lớn để con làm được một cái gì đó để phụng sự cho Chư Tăng và phát huy tinh thần xuất gia của người Phật tử để cống hiến sức mình cho Tăng Đoàn, làm cho Tăng Đoàn lớn mạnh
làm cho Phật giáo trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Cái điều đó là cái điều mà tôi luôn luôn căng cắn bên lòng. Mình chỉ là một con ếch thôi, mà ếch ngồi đá giếng mà kêu ọp ọp là nó đem cây chĩa tới nó chĩa thôi. Cho nên người nào mà nói thì coi chừng chết sớm. Cho nên tôi biết chắc 160 tuổi tôi cũng chết à. Tôi sống không có thọ tới 170 đâu. Nhưng mà phải nói để cho chúng ta cảm nhận được rằng là mình phải nói tiếng nói của Chư Tăng, và mình phải kêu gọi tất cả những người bạn đồng tu đồng học lấy chữ hòa, dĩ hòa, dĩ quý. Trong đạo Phật lục hòa là quan trọng. Nếu ta chưa hòa, ta phải tự sám hối với chính mình. Mà ta, thân tâm của ta được hòa, nghĩa là trong tâm của ta có tăng, thì tất cả mọi nơi ta đều hòa. Như vậy người nào mà tu hành mà biết sám hối với bản thân mình, để cho thân tâm nó được hòa, để chúng ta thức an ổn, ngủ an ổn, lợi lạc cho mình và cho cuộc đời. Công đức sanh ra từ y báo và chánh báo. Từ đó gia đình sẽ hạnh phúc, và bất cứ nơi nào Chư Tăng cũng hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, cuộc tình nào mà chẳng đẹp, người tình nào mà chẳng lý tưởng khi mới bước vào đường yêu. Nhưng mà khi bước vào cánh cửa hôn nhân, qua thời gian, với thực trạng của con người và với những lo toan bộn bề của cuộc sống, thì tình yêu thuở ban đầu sẽ dần tan biến và nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống hàng ngày. Con nghĩ rằng những lời mà con đang nói đây thì chắc có lẽ quý ông bà và anh chị em hiểu hơn con, bởi vì chính quý vị là những người đang sống đời sống hôn nhân gia đình. Và chính vì phải đối diện với những khó khăn, những thách đố trong đời sống hôn nhân gia đình như vậy, cho nên đối với hôn nhân công giáo của chúng ta, người nam và người nữ cần một thời gian để chuẩn bị trước khi tiến tới hôn nhân, cụ thể là qua việc học giáo lý dự tòng cũng như học giáo lý hôn nhân. Và con là một người rất là vinh dự khi được cùng với cha giám đốc Tòa Giáo mục Thái Bình cộng tác trong việc dạy đôi bạn đang ngồi hiện diện trước chúng ta đây. Kính thưa cộng đoàn, và cách riêng là thưa gia đình họ hàng và bạn bè của chú rể. Thông thường một người công giáo khi mà kết hôn với một người ngoài công giáo thì bao giờ người công giáo cũng muốn, cũng mời gọi người không công giáo bước vào đạo. Nhiều người thì hiểu không đúng là lấy người công giáo thì phải vào đạo. Không phải là như vậy ạ. Người công giáo chỉ mời gọi và giới thiệu đạo, chứ không bắt ép người khác theo đạo. Nhưng mà tại sao người công giáo lại mời gọi những người ngoài đạo theo đạo? Thưa, vì người công giáo biết được về một Thiên Chúa tình yêu, biết được về một Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất, sáng tạo nên con người, và yêu thương con người, hiến dâng mạng sống cho con người, để con người được hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. Và một cách rất cụ thể, đó là cô dâu, là bạn Bình đây. Cô dâu này đang nắm giữ một kho báu quý giá là Thiên Chúa. Cô dâu này đang nắm giữ một kho tàng ân sủng là các bí tích trong giáo hội công giáo. Và cô dâu này đang nắm giữ một nguồn lực nâng đỡ khi vui khi buồn trong cuộc sống, đó chính là cộng đoàn những người chung đức tin, là cộng đoàn, chính cộng đoàn đây. Và cô dâu này cũng đang nắm giữ những chân trời đạo lý tốt đẹp, như thảo hiếu cha mẹ, như sống đời bác ái yêu thương theo giáo lý của đạo công giáo. Như thế, cô dâu này khi yêu thì cũng muốn đem những kho tàng ấy chia sẻ cho người mình yêu, để bạn Trịnh cũng sở hữu những kho tàng quý giá ấy và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, yêu thương. Còn một rào cản nữa, đó là bên tôn giáo bạn. Tôn giáo bạn nhiều người, nhất là bây giờ anh nào mà con một ấy, là cực kỳ khó khăn để đi lấy người công giáo. Bởi vì nó có câu ca thế này: lấy người công giáo làm chi, chết thì ai cúng, dỗ thì ai lo, lấy ai chăm sóc mả mồ, lấy ai hương khói bàn thờ tổ tiên. Nghĩa là đi đạo là mất ông bà tổ tiên à? Thưa không phải thế, thưa quý vị không phải thế. Không tin cứ hỏi những công giáo đi dự đám, đám tang người công giáo xem. Bắt đầu chết là giật chuông, chung sầu, đánh chung sầu. Mọi người nghe tiếng chung sầu thì bất cứ ở đâu làm bất cứ việc gì dừng tay lại làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen, để cầu nguyện cho người quá cố. Cầu nguyện ngay, cầu nguyện ngay cho người quá cố. Vậy thì chết cái lần cầu nguyện ngay. Cầu nguyện bên kia gọi là cúng, bên này là cầu. Cầu nguyện luôn cho người quá cố, sau đó xin lễ đưa chân, rồi lễ khâm điểm, rồi lễ nhập quan. Có các cha đến cử hành, toàn thể công đoàn đến, có kèn có trống, rất long trọng và linh đình. Vậy thì không thể nói là người công giáo chết thì không ai cúng được, không những cúng mà ngày nào cũng cúng được. Gọi là cúng nhưng mà tôi gọi là cầu, hay là lễ thì lễ, thánh lễ đấy, thánh lễ đồ, lễ tôi đã nhắc cầu nguyện trong bà tổ tiên của đô thị.
Chúng ta không phải là mất đi đạo mà mất ông bà tổ tiên. Đấy là chết. Rồi, thấy lên ta có kẻng có trống đưa vào nhà thờ, rồi đưa nó tận ngoài nghĩa địa, làm các thủ tục, làm các nghi thức của công giáo rất long trọng và ý nghĩa thiêng liêng. Rất hay, nên không thể nói chết thì ai cũng mà dỗ đạo. Tâm này cũng có, 49 ngày cũng có, tháng năm cũng có. Dỗ vẫn có người lo, lấy ai chăm sóc bà mồ bây giờ ta nghĩa đàn này. Nghĩa đàn đây này, nghĩa đàn ngay nhà thờ Lương Điền này thôi này. Đẹp đẽ mọi đàn này, xây dựng đàng hoàng này, ngăn nắp lịch sự đẹp đẽ này nhiều nơi, còn làm chung một mẫu thôi. Và đào sẵn nhân kênh Việt Kim Tích để trong giáo xứ có ai mà qua đời thì nằm đúng theo thứ tự, ai đi trước, ai đi sau nằm sau, rất đẹp đẽ và ngăn nắp. Vậy thì cái ma mổ của người Công giáo mồ mả là rất được coi trọng, bởi vì người Công giáo tin là tôi tin xác loài người ngày sau sống lại nên rất tôn trọng thân xác. Bản tin thời sự đạo đời hôm nay xin dừng lại tại đây, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Xin kính mời quý vị để lại bình luận bên dưới video hoặc để lại lời chia sẻ, cầu nguyện để lan tỏa tình hiệp thông, yêu thương trong Chúa Kitô.